Xin chào các bạn. Hôm nay chị em mình sẽ làm ống hút nước và ống bóc cho các bạn xem nha. Cái này để làm chiếc đũa bằng ống bóc nha các bạn. Dụng cụ để làm là cần có búa, đinh, kìm và cưa. Còn mấy ống trúc bự này thì mình sẽ để làm ống hút nước. Còn mấy cây trúc nhỏ này thì mình sẽ làm ống bóc. Giờ mình sẽ lấy cây trúc bự để làm ống hút nước trước nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cưa nó ra. Mình đã cưa xong rồi nha các bạn. Một đầu trúc thì mình để mắt, còn một đầu thì mình cưa bỏ mắt, cái mắt của nó. Bây giờ mình sẽ gọt cái đầu không có mắt để lúc mình chơi nó sẽ không đâm vô tay của mình. Đục cái lỗ ở trong cái mắt của nó nha các bạn. Để hồi mình hút nước, nước nó sẽ ra từ cái lỗ này. Mình cầm đi thôi nha. Lỏ xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cưa cái cây thụt. Cưa cái cây thụt dài hơn cái ống thụt một nắm tay là mình sẽ cưa ở đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mình ơi, dịnh dùm hai cây mình ơi. Mình đã cưa xong cái cây thụt rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ cưa cho nó cái tay cầm. Các bạn ơi, cái cưa nó trúng vô tay mình rồi. Mình cưa cái này ra để mình làm cho cái để mình làm cái niêm cho cái cái. Giờ mình chỉ ra mình đóng vô cho cái cán. Mình chỉ cho nhiều miếng mới hồi mình đóng cho nó cứng các bạn. Mình chẻ nem xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng nem vô trong cái cán của cái ống thụt.
Các bạn phải cương sát vậy nè, nó mới cứng cái tay cầm. Rồi xong á, các bạn lấy bột phủ, các bạn quấn vô trong cái đầu này nè. Các bạn quấn cho cứng nè. Bạn quấn cứng xong rồi các bạn lấy thun các bạn cột lại á. Sao mà cho cái đầu của cái bột mũ nó vừa với lại cái đầu của cái ống này là được nha các bạn. Các bạn nhớ lấy băng keo quấn cái này lại để nó tét á. Rồi xong rồi nha các bạn, giờ mình test cho các bạn coi nha. Thấy ghê không các bạn? Các bạn thấy uy lực của nó ghê chưa? Wow, chị quá trời ơi. Vui quá. Đã không các bạn thấy sao? Đã quá trời ơi. Làm tiếp đi hai. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Các bạn thấy nó ghê chưa? Cái này mà bắn vô người ha là nó đỏ sưng rát thịt luôn á. Các bạn đừng có nên bắn vô người nha. Mưa nhân tạo. Clip làm ống hút nước bằng trút của hai chị em mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một đăng ký, một like để ủng hộ kênh của mình nha.